Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay cần câu Nhật bãi Đa La xin giới thiệu các anh lô cần 13 cây cần phíp. Có cây trong lô này thì mới trên 95% nha. Hôm nay là video 74 ngày 4 tháng 3. Anh nào ăn cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931 272 712 giúp em nha. Dạ vâng, em xin giới thiệu cây đầu tiên. Cây đầu tiên là một cây 2m7. Cây đầu tiên là một cây 2m7 hàng Olympic đây ạ. Cây này cũng còn khá là mới, cây này là phải cây này độ mới của nó là khoảng 95% đây ạ. Đọt mạnh à, nó có chảy cái đầu như thế này nha, trong lóng là chảy đầu như thế này ạ. Đó, nó chảy cái đầu lóng như thế này thôi, nó chóc sơn thôi ạ. À, ở đây nó cũng bị nè. Đây, nhìn rõ không ạ? Đó, nó là bị hai lỗ như thế nha. Cây số 1. Cây số 1 giá 130. 2m7. Cây số 2. Đây ạ, cây số 2. Cây này là 4 chỉ ạ. Cây số 2 là một cây 2m8. Nó chỉ bị dơ thôi. Đây, em chạy nè. Em lau nó ra nè. Cây này cũng là một cây độc mạnh. Chắc lắm trong không chảy xước gì nhiều nha. Cây này là một cây 2m8, nặng 100g, giá 140. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 là một, cũng là một cây 2m8. Cây này còn khá là mới. Mới okay. Đọt mạnh luôn ạ. Cây này là cây số 3, nặng 100g, giá 140. Cây số 4 là một cây Suzumi nha, hàng Trung Quốc xuất Nhật ạ. Made in China. Cây này là một cây 2m1, giá 101. Đọt mạnh luôn ạ. Toàn bộ lô cần phíp này là đọt mạnh hết ạ. Tầm 1,5 thôi ạ. Rất là thẳng nha. Dạ vâng. Cây này là cây số 4, 101 ạ. Cây số 5 này là một hàng Olympic, nó vẫn còn cái mác nè. Nhưng mà cái mác này nó bị nó sắp chóc ra rồi. Cây này là một cây 3m2 ạ. Mà nên các đầu lóng của nó được đóng khoen hết nha. Cây này nặng 110g, đọt mạnh. Các đầu lóng này được đóng khoen để chống nổ ạ. Đây, thẳng lắm nha. Cây này giá của nó là mã số 5, giá của nó là 140. Cây số 6, quấn chỉ nè, nhìn khá là đẹp ạ. Cái này nó bị chóc cái lớp keo, cái mạc của nó thôi. Cây này cây mã số 6, giá 120.000. Này, cây này thì có chày xước nha. Đây, nó chày chỗ này ạ. Đây, mọi người thấy rõ không ạ? À? Đây, chày chỗ này. Đó. Cây này cũng là một cây độc mạnh. Cây này cũng là một cây độc mạnh luôn ạ. Các lóng trong cây này thì nó hơi cũ, khoảng độ mới của nó khoảng cỡ 80% nha. Cây này giá 120 ạ. Cây số 7. Đây, hàng mát cũng Olympic luôn ạ. Nhưng mà nó bị mờ hết rồi. Cây này là một cây 2m9, giá của nó là 140. Đây, không chày xước ở lóng ngoài nha, đọt mạnh luôn ạ. Các lóng trong cũng còn mới nha. Dạ vâng. Cây này là mã số 7.
giá của nó là 140. Anh nào mà lấy thì vui lòng inbox qua Zalo 0931272712 giúp em nha. Em sẽ quay video tổng thể cho các anh xem lại một lần nữa thật kỹ ạ. Đây, cây số 8. Qua tiếp theo là cây số 8. Chữ nhật không nên em không đọc được ạ. Cây số 8 này là một cây 2m4, giá của nó là 130. Cây này rất là mới. Đọc mảnh luôn ạ. Rất là thẳng nha, rút ra rất là thẳng ạ. Cây này rất là mới, độ mới của nó lại trên 95%. Vâng, cây số 4, 130.000. Tiếp em xin lỗi, cây số 8, 130.000. Tiếp theo là cây số 9. Đây, cây số 9 là một cây 2m5, hàng Olympic nha. Đây ạ, Olympic đây. Em có thấy không ạ? 2m5, nặng 80g. Cây này có giá 140. Dạ, cây này các lóng trong thì không chảy xước gì nha. Rất là thẳng ạ. À, nó có chảy ở đầu lóng như thế này ạ. Đây, có chảy ở đầu lóng ngoài như thế này, một vết như thế này ạ. Hai vết, đây, vết này và vết này. Vâng, vậy cây này em tính giá 130 nha. Mã số 9, 130. Cây số 10. Cây số 10 là một cây 2m3. Đây, mát của nó đây, em không đọc được. Cây này khá là dơ. Tại vì em chưa lau ạ. Anh nào về lau là nó rất là mới ạ. Còn không thì nếu ai lấy thì để em lau cho sạch luôn ạ. Đây. Cũng là độc mảnh tầm 1h30. Không, cây này tầm 2h ạ. Đầu cây này tầm 2h. Rất là thẳng nha. Đó. Đây ạ. Cây này mã số 10, giá 130. Tiếp theo là cây mã số 11. Cây mã 11 này là một cây 2m7. Cân nặng của nó là 110g, giá 140. Các đầu lóng cũng được đóng khoen rồi nha. Đọc tầm 1h30 đến 2h. Các đầu lóng được đóng khoen hết rồi, để chống nổ ạ. Đây ạ. Rồi, mã số 11, 140. Mã số 12 là một cây hàng Olympic. Đây ạ, Olympic thì chất lượng rất là tuyệt vời rồi ạ. Đây, Olympic. Cây này là một cây 3m3. Cây 3m3 này giá 140, đầu lóng cũng được đóng khoen rồi ạ. Đọt tầm 1h30. Ở trong không chảy xước gì nhiều nha. Còn rất là mới, đây, cây này ở trong còn rất là mới, đây ạ. Các anh nhìn thấy rõ không ạ? Đây, cây trong rất là mới. Hàng Olympic nha. Cây mã số 12, giá 140. Và cây cuối cùng. Cây cuối cùng này nó có, cũng là hàng Olympic luôn ạ. Cái mác nó bị chày hết rồi nè. Nhưng mà cũng là hàng Olympic. Không nhìn rõ nữa. Cây mã số 13 này là một cây 2m5. Nó có khoen đóng hết các đầu nha. Đọt này tầm 2h ạ. Đọt này tầm 2h. Các lóng trong cũng còn khá là mới đó ạ. Rất là thẳng nha. Dạ vâng, cây cuối cùng này là cây số 12. À em xin lỗi, à, cây số 13. Cây số 13 này giá 140. Dạ rồi, đó là em giới thiệu sơ qua thôi ạ. À, còn anh nào ân cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo để em sẽ gửi video tổng thể, video thật kỹ cho các anh để các anh lựa chọn nha. Em xin cảm ơn ạ. Chúc các anh một ngày mới tốt lành. Tạm biệt.